Thầy có nói là chớ nông nải sanh si hư vì phải để thời vô kiệt hồi quý, mà nói rõ cái tên Kiệt là chữ ca chứ đâu phải là anh hùng hầu Kiệt. Anh hùng Kiệt đâu có cần là chữ hoa không, cho nên kinh điển của Hòa Hảo là tên đúng không, tiếng Việt Nam mà thời xưa mấy người bên Hòa Hảo người ta đâu có hiểu là Kiệt là ai đâu, mà hôm nay hiện ra rồi vậy mà nó cũng cần chơi chơi, mà Đức Thầy nói rõ luôn. Cũng giống như ông Trạng Trình, ông nói cái gì? Chúa giữ ngai vàng, sải mới yên, rời ngai cảnh tục, trở về tiên, chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết não phiền. Trích đoạn quyển kinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Đó, Chúa ngự ngai vàng, sải mới yên. Đức Thầy ngày xưa làm gì mà hiểu được, mà sắp cơ bây giờ đã rõ không? Ai là Chúa mà ngự ngai vàng, sải mới được yên, cứ nghe là chùa mới được yên, không có còn gọi là thời tận tận thế mạt pháp này nữa. Chúa ngự ngai vàng, sải mới yên. Chúa chưa về ngự ngai vàng thì đó là cứ đem tóc giả tới cỏ tới hù người ta vậy đó. Vừa lấy tiền vừa